Dạ Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ cư sĩ Quốc Tạo, xin mến chào quý bà con cô bác kính mến, quý đồng đạo kính mến. Chúc quý vị một ngày thật là an lạc. Dạ kính thưa chú Bảy Đồng. Thì do thời gian gần đây thì do dịch bệnh giãn cách xã hội nên mọi người cũng rất là khó khăn về việc đi đứng đi lại. Thì Quốc Tạo cũng thay mặt quý bà con cô bác ở khắp nơi trên toàn thế giới, trong nước và ngoài nước, xin hỏi chú Bảy đôi điều về giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Thì thay mặt cho tất cả mọi người, thì lúc trong những lúc dịch bệnh như thế này thì mọi người rất là hoang mang, không biết cái buổi khổ này nó rất là khó khăn, cho nên mình phải nên tránh khổ như thế nào, và mình phải nên tầm vào những chỗ an cư như thế nào để theo như giáo lý của thầy đã dạy. Dạ kính thưa chú Bảy, thì Quốc Tạo xin mạo muội thay mặt cho tất cả những người yêu thích đạo lý, xin hỏi chú Bảy là hai câu trong bài Thiên Lý Ca: trong buổi khổ mau mau tránh khổ, gắng tầm vào đến chỗ an cư. Dạ kính thưa chú Bảy, thì trong buổi khổ này thì thật sự là quá quá khó khăn quá khổ rồi, mình nên tránh như thế nào, và theo giáo lý của thầy thì nên tránh như thế nào, và nên tầm vào tầm tầm là tìm vào những chỗ an cư. Thì kính thưa chú Bảy, mình nên tìm an cư như thế nào để cho bà con bây giờ cũng rất là bị hoang mang, rất là lo sợ. Mong chú Bảy giải trình rõ hai câu dẫn của thầy cho bà con biết để tinh tấn, để tu hành, đặng để vượt qua cái khó khăn trong cái buổi khổ này. Dạ xin mạn phép xin mời chú Bảy. Dạ Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy, lễ kính quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan Cửu Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bãi Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy Tạo, gọi là cư sĩ Quốc Tạo, nhân dịp mùa trong lúc bệnh dịch này thì đồng đạo có nêu lên những cái câu hỏi điện cho tôi, yêu cầu mình cũng chia sẻ với đồng đạo. Nhận thấy rằng lúc này cũng là cần thiết để nói lên những cái lời dạy của Đức Thầy để cho đồng đạo chúng ta ý thức được cái trách nhiệm và bổn phận của mình là đối với mình, tức là mình phải làm sao để tu thân sửa tánh cho nó kịp với cái thời kỳ tồn tại đến ngày Long Hoa Đại Hội. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa qua thì đồng đạo Tạo có nêu lên những câu hỏi ở trong cái bài Thiên Lý Ca qua hai câu giảng sau, là trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng tìm vào đến chỗ an cư. Và có nêu lên ba cái ý: một là ngay cái lúc này là cái lúc mà bệnh dịch đang hoành hành khắp đất nước và kể cả trên thế giới, cũng chưa có bình yên được về cái phần bệnh dịch. Như vậy thì cái lúc này có phải là trong buổi khổ hay không, và mau mau tránh khổ, như vậy thì tránh khổ bằng cách nào, chúng ta tránh vào đâu, dựa vào đâu để chúng ta tránh cái khổ trong cái buổi khổ này. Và thứ ba nữa đó là ráng tầm vào đến chỗ an cư, như vậy thì chúng ta tìm đến cái chỗ an cư chỗ nào mới đi đến cái chỗ an cư để cho chúng ta không còn phải chịu những cái khổ ở trong cái cuộc đời đau thương này nữa, trong cái buổi hạ quan này. Kính thưa quý vị,
Vì lẽ đó mà hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm Tân Sửu, chúng tôi cũng xin mạn phép mạo muội chia sẻ với quý vị những cái lời dạy của Đức Thầy, nói về những cái bệnh khổ trong cái lúc này, có phải là trong buổi khổ mà hay không. Thì kính thưa chư quý vị, nếu nói đến cái buổi khổ, tức là nói đến một cái chuỗi dài mà từ khi Đức Thầy ra đời mở đạo thì Ngài cho biết rằng hạ nguyên nay đã hết đời, thì người ta cứ hiểu lầm rằng hết đời tức là không còn đời nữa. Hết đời đây có nghĩa là bắt đầu vào những cái cơ lọc lừa tồn tại để sau này chúng ta trở thành một cái con người hiền lành tốt đẹp để sống cuộc đời thượng nguyên thánh đức, thánh đức để cho chúng ta tồn tại mãi mãi, sống cho đến một muôn tuổi. Mà Đức Thầy cho biết rằng đó, bồ đào rượu thánh trà tiên muôn năm cộng lạc chúa hiền tôi trung. Còn ông Ba Thới là người chứng quả ở trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương, cho biết rằng lập thượng nguyên tuổi có một muôn, trung nguyên giữ dạ phép cung trên ngàn. Tức là cái thời kỳ thượng nguyên thánh đức đó là sống tới đời tới một muôn tuổi. Như vậy cho nên chúng ta so với cái đời hạ nguyên ma này đó thì sống chưa đầy 100 tuổi là đau khổ dãy đầy rồi, ít có người sống ma được lâu lắm. Mà Đức Thầy cho biết rằng đời hạ nguyên hai chết tuổi sanh như thở trước nhan hồi còn trẻ. Vậy thì hôm nay đó chúng ta làm như thế nào để biết được là trong cái đời này nó khổ có ma đến bao dai. Đức Thầy cho biết đó, khổ đà đi đến như tên, tức là cái khổ này nó đi nhanh chóng cũng như là mũi tên bắn ra vậy. Khi mà mũi tên bắn ra nhắm vào cái đích của nó rồi thì không còn ai lèo lái mũi tên được nữa. Khi mà buông mũi tên ra thì nó hướng vào thẳng vào cái đích mà đi tới cho đến mức cuối cùng mà thôi. Mà Đức Thầy cho biết là khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Nếu mình không có tu niệm thì không thể tìm được cái cảnh vinh hoa được. Đó. Đức Thầy cho biết thêm đó là vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Tu cho nhàn tọa tấm thân, đừng làm tàn ác, xa lần tiên bang. Hát kêu bớt kẻ giàu sang, ráng lo làm phước, làm doan mới là. Đến lâm cảnh khổ có ta, với lệnh Phật Bà cứu vớt giùm cho. Đến lâm cảnh khổ tức là bất kỳ những cái khổ nào thì đều có ta, tức là Đức Thầy đó, với lệnh Phật Bà cứu vớt giùm cho. Như vậy thì chúng ta ráng lo tu thì được những cái điều mà an vui. Vì thế mà hôm nay đó đồng đạo mới hỏi lên coi trong buổi khổ, thì chúng tôi nghĩ rằng cái buổi khổ nó đã bắt đầu và nó còn tiếp diễn cho đến khi, đến cái ngày mà thượng nguyên thánh đức phục hồi đó thì chúng ta mới an cư được. Xin đọc lại một cái đoạn văn ở trong cái quyển 3 để đồng đạo chúng ta thấy được cái ngày an cư của cái cuộc đời hạ nguyên này nó sắp diễn tiến đó. Đức Thầy cho biết rằng văn thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền Bát Nhã cứu thị trần gian, gió đưa lướt sóng bườm loan rước người tu niệm xê sang thị tình. Cái người mà tu mà niệm Phật đó thì được Ngài rước đi đến cái chỗ xê sang tức là sinh lịch đó, an vui tốt đẹp, gọi là xê sang thủy tình. Ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Bàn môn tài phép nào tường, kêu trời dẫm đất cũng thì dạ răng. Nó cho bổn đạo liệu toan, chớ theo tả đạo mà tan sát hồn. Nó bày nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lú mê hồn chúng sanh. Thành binh sái đậu cũng rành, nếu tin thì mắt tan tầm về sau. Bây giờ bất luận người nào không dùng của thế, sắc màu cũng không, nó cho bổn đạo rõ lòng,
ấy là chân chánh mới hồng dinh gian. Rồi địa tiên nó tài phép đa đoan, phi đao bổ kiếm mê mang mắt trần, Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an bá tánh một lần nạn nguy. Rồi phiên binh bốn phía tứ di, kể sao cho xiết chuyện ni sau này, lớp thì ác thú dãy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi, kẻ hung chừng ấy làm mồi, cho bầy ác thú đền bồi tội xưa, bây giờ còn mãi lọc lừa. Cho nên chúng ta phải ráng mà tu hành, để sau này đó là nếu không còn có cái sự mà lọc lừa được nữa rồi đó, thì bây giờ chúng ta không thể nào còn tu kịp nữa. Bây giờ còn mãi lọc lừa, sao không chiếm chỗ đục mưa sau này. Bây giờ đó là cái cơn mưa sắp đến mà mình không có kiếm chỗ mà đục mưa thì mình phải bị nhưng mà ướt át khổ sở thôi. Sao không kiếm chỗ đục mưa sau này, hiền lành đó chừng ấy đó xâm dày, quân thần cộng loạt lạc mấy ngày vui chơi, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời đỉnh phân, thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, 10 cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Rồi nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng ác gian, ấy là đến lúc xê sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quan. Khuyên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây, người hung chết đất chặt thay, nhìn xem bất thảm ngày rài cho dân, mấy người còn được sát thân thì là đài ngọc các lân giữa kề. Kính thưa quý vị, vì vậy cho nên đó, trong cái buổi khổ này đó, nó kéo dài cho đến khi cái ngày tận diệt đó, mà Đức Thầy cho chúng ta biết thêm rất nhiều cái cảnh mà tận diệt nó khổ sở lắm. Nào là nước lửa, nào là binh đao, nào là dịch bệnh vân vân. Đức Thầy cho chúng ta biết đó là qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu trí. Mà hữu trí là sao? Là do cái bệnh dịch nó xảy ra đó. Mà bệnh dịch này nó không giống như cái bệnh dịch năm bây giờ. Bệnh dịch này đó, Đức Thầy nói, bệnh ôn dịch nó thường hay ói mửa, mà Dương Trần chẳng chịu kiên dè, mới qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu trí. Cái bệnh này thì nó không có bị ói mửa, nó chỉ bị sốt, bị ho, bị khó thở mà thôi. Còn cái bệnh mà Đức Thầy nói đó, là cái bệnh này nó bị ói mửa đó, mà chết đó. Cho nên nó sau này đó, nó còn nhiều những cái giai đoạn mà khổ sở lắm, chứ không phải chỉ vậy mà thôi đâu. Bây giờ chúng ta muốn tìm đến cái chỗ an cư đó, thì chúng ta phải tu. Chúng ta tu rồi chúng ta cầu nguyện Phật trời. Đức Thầy cho biết là tu cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả, Phật ban phép lành. Mình nếu không có tu thì mình đâu có cầu đó, mình đâu có cúng lại thì mình không có cầu được đó. Cho nên người tu nó mới cúng, mà người cúng là người tu đó quý vị. Cho nên chúng ta phải ráng cúng lại. Bởi vì hồi lúc mình chưa có cúng lại đó thì mình chưa là người tu. Còn mình có lãnh bài cầu nguyện về mà mình cúng lại rồi đó, thì đó gọi là người tu. Cho nên Đức Thầy cho chúng ta biết đó, mấy người bê trễ chậm chân tới Thầy, nghe theo lời chỉ sau đây, lãnh bài cầu nguyện về rài mà tu. Mình tu mới hết khổ được. Trong buổi khổ mau mau tránh khổ, chứ còn bây giờ mà mình tránh ở đâu vậy? Ông Thầy Ba Đạo mới hỏi mà Đức Thầy là nhân dân sắp đến nó dương bệnh khổ, tiên dược phương nào được thảnh thơi. Thì Đức Thầy cho chúng ta biết đó là thành tâm khẩn Phật với lại trời, muốn khỏi hội này trẻ ăn chơi, lục tự trì tâm là phương phép, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Tức là mình dùng cái câu niệm Phật thì tất cả được những cái sự tiêu tan hết. Kính thưa quý vị, cái bệnh dịch hay là tất cả các cái bệnh gì ở trên đời này, Đức Thầy đã những tai biến xảy ra đều
do căn tiền báo quả hậu, chứ không có cái nào mà tự nhiên mà nó xảy ra hết á. Mà bởi vì do cái nghiệp chướng của mình ở hiện tại hay hoặc là ở mà nhiều đời mình đã tạo lấy rồi, thì bây giờ nó chiêu cảm đó. Cho nên khiến ra đó mình phải bị bệnh khổ, bị nghe là tai nạn vân vân. Cho nên thầy nói những tai biến xảy ra đều do căn tiền báo quả hậu. Rồi mình đổ thừa đủ chuyện ở trên, nhưng sự thật ra đó mình nên đổ thừa mình đã tạo nghiệp dữ, cho nên bây giờ mình mang lấy cái quả ương mà thôi. Thì hôm nay đó chúng ta mới thấy rằng cái buổi khổ nó không phải ở một cái giai đoạn mới đây, mà nó đã trải qua từ năm 1939 thì Đức Thầy đã cho biết cho mama rồi đó. Sắp từ nay đó lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thông dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Tức là nó cái buổi khổ nó kéo dài đó, dằn dặt cho đến khi mà thái bình đời Thượng Quan Thánh Đức đó. Thì bây giờ chúng tôi xin đọc lại một cái đoạn mà chúng ta tìm đến cái chỗ mà an cư. An cư là cái chỗ này nè quý vị. Đức Thầy nói: ngày nào mà Phật tiên tọa vị, ấy thời lai bình trị muôn dân, khắp các nơi chư quốc sinh thần, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp, theo dõi gót từ bi mới kịp, dừng mây lành ngũ sắc hào quang, Phật thánh tiên đông độ lướt sang, miền nam địa phân chia đẳng cấp, nước cờ mới nay đà khởi sắp, chỗ tài hai biển lấp non dời, dưới cùng trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuận, tạo nền móng thánh quân đặt dựng, nơi triều ca gầy dựng tối hiền, giờ mắt câu thiên lý dị nhiên, nên còn đại thiên quay nấy lệnh, tỏ tình đời ít câu cung thỉnh, mong kháng quan vào cửa xem tuồng, cỏ cùng cây điểu thú chim muông, nhân với vật quần lai bổn tánh. Thì theo tôi nghĩ rằng đó, quần lai bổn tánh có cái nghĩa là cái loại nào thì nó quần lại cái tánh ấy đó. Cũng như cái mẫu chuyện mà Đức Thầy sai bà Ký Giỏi đi ra chợ Bạc Liêu coi được bao nhiêu người, thì bà Ký Giỏi mới thưa với Đức Thầy là chợ đông người quá làm sao đếm được thầy. Đức Thầy nói: vậy mà bà hôm nay bà đi bà đếm coi được bao nhiêu người. Thì bà nghe lời, bà đi ra chợ bà dòm thấy toàn là mình người mà đầu thú không à, đủ loại thú mà hết trơn. Bà đếm mà sẽ thấy có ba người. Bà về thầy hỏi hôm nay sao bà đếm được bao nhiêu người. Nó bạch thầy: trời ơi ghê quá thầy ơi, con đếm được có ba người à, còn nhiêu tên là cái ma loài gì đâu không à. Đức thầy mới nói cho biết bà đã, bây giờ cái con người đó đời này đó mình thấy đó là con người, chứ cái bổn tánh cái đời trước đó nhiều khi không phải là con người đó, nhiều khi đó là quỷ dương đó. Bởi thầy đã trời mở cửa quỷ dương xuống thế nên ta mới ra tay cứu tế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Thì kính thưa quý vị, chứng tỏ ra đó là nhân với vật nó quần lai bổn tánh hết đó. Cái loại nào nó quần lai cái loại đấy, cho nên Đức Thầy mới cho biết rằng đó mới biết ai là Phật Thánh, rồi ai Thảo Hiền, ai lỗi đạo nhà, đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thạnh thới, bồ đào rượu thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc chúa hiền tôn trung. Tức là chúng ta sống một cái đời mà được một muôn năm, một muôn tuổi đó, để cộng lạc cái đời hết sức là an vui đó, không già không bệnh, không có sự đau khổ. Như vậy thì hôm nay đó chúng ta muốn tìm vào đến cái chỗ an cư là phải tìm đến ở nhiều những cái điểm đó. Một là chúng ta phải tu làm sao để có mặt ở tại hội Long Hoa đó. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Mà cái thời kỳ này đó Đức Thầy đã cho chúng ta biết về thiên cơ để chúng ta tu, chứ không phải biết thiên cơ để chơi hay là biết thiên cơ để hù dọa mình, không phải vậy. Quý vị nghe một đoạn ở trong cái bài
Sứ mạng của Đức Thầy. Đức Thầy cho biết rằng đến trung tuần tháng 8, ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết, hầu ăn năn cải hóa làm lành. Còn kẻ chẳng tĩnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách, Phật tiên không chỉ bảo. Nghĩa là Đức Thầy cho chúng ta biết thiên cơ là để chúng ta thức tỉnh, ăn năn giác ngộ tu hành, bởi biết cuộc đời sau này nó sẽ khổ mà khổ lao, khổ lao đã sắp đến nơi, thế gian bất miệng kêu mời cõi âm. Như vậy thì hôm nay cái khổ này đó nó còn nhiều lắm chư đồng đạo ơi, còn rất là nhiều cảnh khổ nữa. Còn cái cảnh vui đó thì Đức Thầy nói hiền lành nó chừng ấy sum dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đó, hiền lành nó thì sum dày, không có nói là người ở nước nào hết, ở cả thế giới này mà người hiền lành là sum dày. Đó. Bây giờ đó Đức Thầy cho biết là bây giờ kẻ sở người tài, hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Không có nói là tôn giáo hay là không tôn giáo, mà mấy người nào mà hiền lành là sẽ có mặt ở hội Long Hoa. Đó. Và ở một cái nơi mà an lạc, tránh những cái bệnh khổ. Cái bệnh khổ này đó, nếu mà không có cái sự cứu độ của Phật Thánh Tiên đó thì chúng ta không thể tồn tại được. Xin đọc lại một cái đoạn văn ở trong cái bài Đến Làng Nhân Nghĩa cho đồng đạo thấy cái cảnh khổ này, chúng ta không có sự cứu độ thì không thể tồn tại được. Ôi khổ thảm bốn bề sống dậy, dòm lừng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật điền duyên, thần thông biến hóa dưới miền trung ương, ngục môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo diêm dương lực trần, nhìn xa nước mắt rưng rưng, thương đời mê muội trầm lưng hoài hoài. Kính thưa chư quý vị, theo cái mẫu chuyện mà Đức Thầy nói là bào đệ của Đức ông đó, Đức Thầy cho biết đó là sau này đã lửa cháy đó lúng xuống nghĩa là 5 tấc đất. Thì quý vị tự tưởng tượng coi làm sao mà chúng ta có thể tồn tại được. Rồi hết cái nạn lửa thì đến cái nạn nước. Đức Thầy lại nói rằng, nói dùng Úc đó là nước sau này đó, sau này có cái trận đại hồng thủy, nước nó dâng lên đó, tới tráng 3 cây dầu đó Úc. Sau này đó người ta đốn cái cây dầu đó xuống, nó đo đó từ mặt đất mà lên tới tráng 3 cây đó là 27 mét. Quý vị tự tưởng tượng cái nước mà nó ở trên mặt đồng bằng đó là 27 mét, thì còn cái gì là nhà cửa. Rồi nước nó chảy, sóng nó mà đánh đi thì không có nhà cửa, con người vật nào mà tồn tại được. Cho nên chúng ta mới thấy được cái giai đoạn này đó. Đức Thầy nói như thế này: sau đến việc đó, sơn băng kiệt thị, khùng thảm thương, bá tánh quá chừng, nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Để đến lúc phong ba biến chuyển, cõi hồng trần tở biển mênh mông. Cái biển hồng trần, cái cõi hồng trần này mà nó chung là cõi hồng trần, tức là nó chung trong cả cái thế giới này đó. Mà nước nó như biển vậy đó, quý vị thấy ta còn chứ phải chi một chỗ thì nó còn nó mà tan đi được. Có Đức Thầy cho biết là cõi hồng trần nó tở biển mênh mông, đến chừng sợ chết ước mong mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Đó, bởi vì mình ác gian quá cho nên bởi ác đức nên không ai cứu. Còn nếu mình tu hiền, mình làm lành, mình ăn chay, mình cúng lại, mình niệm Phật, đó, mình làm tất cả những việc từ thiện để giúp đời, giúp mình, tạo cái phúc duyên cho xác thịt và linh hồn, thì được cái sự cứu độ của Đức Phật. Như Đức Thầy đã giới thiệu mà nãy có đọc một đoạn là văn thù Bồ Tát Từ Bi đó: chèo thuyền bát nhã cứu thị trần gian, gió đưa lướt sóng bườm loan, rước người tu niệm xê sang thủy tình. Mình không còn phải lo ngại gì nữa hết. Kính thưa quý vị, ở đây ra rước rồi về đâu, ra rước về đâu,
Đó. Thì ở đây tôi xin mạo muội để chia sẻ với quý vị thế này. Bởi vì Đức Phật cái lòng từ bi đó cứu độ chúng sanh cả thế giới chứ không phải cả phải rước con người ở Việt Nam không. Đó, mà rước cái người hiền cả cái thế giới được. Cả thế giới là mà cả thế giới này thì đông lắm, rước về đâu bây giờ? Ở đâu? Nhưng mà kính thưa quý vị, rước về ở trong vòng bốn con thẻ thôi, mà bốn con thẻ thì cái chiều rộng nó không nó không nhiều, thế mà có thể chứa được, nghĩa là cả thế giới người hiền lành đều ở trong cái tứ trấn ở trong bốn con thẻ này. À, bởi đây là những cái sự thần thông quảng đại, cái sự nhiệm màu của Đức Phật. Đức Thầy nói chừng bãi núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ văn ôi, hoặc là thất sơn lộ vẻ đài lầu chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Tới lúc đó nó Đức Thầy dùng thần thông mà sử dụng cái sự nhiệm màu, cũng giống như trong kinh Di Ma Cật đó, quý vị đồng đạo nào có đọc qua thì chúng ta sẽ biết nghe mà rõ là chư Phật và chư Đại Bồ Tát có cái pháp, nghĩa là thần thông bất khả tư nghị giải thoát. Ở trong một cái nhà của ông Di Ma Cật đó, ở nằm ở trong cái thành Tỳ Gia Ly. Cái thành Tỳ Gia Ly thì nó nằm ở trong cái xứ Ấn Độ. Thành Tỳ Gia Ly thì nằm ở trong cái xứ Ấn Độ, mà nhà của ông Di Ma Cật thì nằm ở trong thành. Thế mà ông dung chứa được hai dạng cái tòa sư tử, tức là cái tòa ngồi, nghĩa là mình nói cho dễ hiểu là cái ghế ngồi. Đó. Ngài nhờ Đức Tu Di Đăng Vương ở bên cõi Tu Di Tướng Phật đó là chuyển qua hai dạng cái tòa sư tử, mỗi một cái tòa sư tử đó bằng cái núi Tu Di vậy đó, mà cái hình dạng của núi Tu Di đó là nó bằng hàng ngàn hàng muôn lần cái quả địa cầu mình, chứ đừng nói tới cái thành Tỳ Gia Ly, đừng nói tới cái nhà ông Di Ma Cật. Vậy mà ông dùng thần thông chứa hai dạng cái tòa sư tử ở trong nhà của ông. Cái nhà của ông Di Ma Cật không phải lớn lên, không phải rộng ra, mà các tòa sư tử không phải hẹp lại, không phải nhỏ đi. Đó, y nguyên như vậy mà vẫn dung chứa được mấy ngàn cái tòa sư tử. Thì quý vị thấy thần thông của Phật như thế nào? Cho nên thầy cho biết đó là thần thông phép Phật ngu nghìn, chứ không phải mà đơn giản như vậy. Cho nên trong một cái vùng bốn con thẻ này có thể chứa được tất cả những người hiền ở trong cái thế giới này. Bởi vì Đức Phật đó là lòng từ bi thương xót chúng sanh cứu lương hiền, mà không lẽ thì người Việt Nam hiền thì Phật cứu, mà người nghĩa là các nước ngoài mà hiền Phật có cứu sao? Là nói cứu lương hiền là người hiền là cứu, là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Như vậy thì người hiền là cứu. Bởi vì Phật thương bổn đạo như con, hay hoặc là Đức Phật đối chúng sanh như mẹ với con, thì không lẽ nước Việt Nam là con mà nước khác mà không phải là con của Phật? Cho nên Phật yêu hết tất cả chúng sanh, dầu kẻ ngu người trí, Phật yêu hết trơn chúng sanh nói chung, chứ không có nói người Việt Nam. Vậy cho nên sau này đó, nội cái dùng bốn con thẻ này là có thể chứa được hàng bao nhiêu tỷ người, quý vị cứ tưởng tượng coi. Trong bốn con thẻ ở vùng Thất Sơn này đó mà chứa được hàng mấy tỷ người ở trong cái quả địa cầu này. Bởi vì sau này đã còn đó, Đức Thầy cho biết đó là thiên cơ biến đổi can qua gẫm trong thế giới còn đôi ba phần, còn đôi ba phần tức là còn mấy tỷ người lắm. Là như vậy thì hôm nay đó chúng ta phải tin tưởng rằng sau này người lành sẽ được nó là cứu độ. Chứ mình đừng có nghĩ rằng tôi giờ tôi ở bên Mỹ hay tôi ở bên Úc hoặc ở bên Đức vân vân mà tôi làm hiền thì không được cứu. Đó. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái cảnh nước lửa, cái cảnh hầm tha sấu bắc, cái cảnh mà bệnh dịch rồi này cái nọ, chỉ có ở trong cái bốn ông thẻ này đó mới yên được mà thôi. Đó. Cho nên ông Ba Thới ông có viết một đoạn là tiếng kỳ hương thơm nực biên thùy, Bửu Sơn Mai Quế Quy Kỳ Thất Niên. Đó. Còn Đức Thầy cho chúng ta mà biết đó là Bãi Niên Hòa Địa Nhân Hiền Thủ. Đó.
Như vậy thì bây giờ đó 5 năm lục mạc cái thằng thử, 5 năm nó sẽ có những cái sự đau khổ, nó có sự là đói khát, nó gọi là cơ hàn, rồi mới bãi niên hòa địa nhân hiền thủ non lịch đài mây rạng tung mi, tức là ở trong cái cảnh năm đó đó mới có thể sống được, mới có thể tồn tại được, trên đó mới khỏi có cái sự đói lạnh được. Mà đức thầy đã đem những cái lúa về đó rồi để cho sau này đó người hiền ăn. Đức thầy đã mấy bà có biết lúa mà bay không, có người đạo Lý Hơi Thông xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rài. Tiên nghe liền mới tỏ bài, lúa bay về núi dành rài ngày sau. Đã có cho mình những cái điều kiện sống mà tốt, còn nếu mình không tu rồi đó, đức thầy cho biết không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng toại thai. Chỗ đó là chỗ an cư đó chư đồng đạo, chư bà con cô bác anh chị em. Bây giờ nhân cái lúc mà bệnh dịch, chúng ta cũng đã thấy khổ rồi. Quý vị có xem đài, xem tất cả những cái là hình ảnh ở trên các cái YouTube mà chúng ta thấy là khổ không thể nói hết được đó. Nhưng mà cái khổ này đó chưa là mấy đâu. Đức thầy nói đó cái khổ mà sau này đó mình thấy rồi, cái là có lẽ là mình chết luôn à, là mình bay hồn kiếp vía. Đức thầy nó khổ với thảm ngày nay có mấy, tức là tuy là khổ rồi đó nhưng mà nó không có bao nhiêu. Sợ mai sau dòm thấy bay hồn, bay hồn thì quý vị thấy coi, coi mình còn tồn tại không. Bay hồn chắc là mình xỉu xuống cái gì đâu nữa, bởi vì mình đâu còn nghĩa là tinh thần nữa, nó mất tinh thần cho nên rồi là bay hồn. Sợ mai sau nó dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết, trần với thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Mình thấy mình nghĩ rằng chắc không có đâu, mà Đức Thầy cho biết rằng bây giờ mình là mình bây giờ chưa thấy, nó thời không tin. Bây giờ hôm nay đó chúng ta mới đi bàn để cho quý vị thấy đó, để chúng ta vui mà tu, chúng ta ráng vui mà niệm Phật. Còn cái chỗ an cư mà đặc biệt nữa đó là cõi tịnh độ. Thầy cho biết nó cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn, chốn ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Như vậy thì bây giờ đó trước mắt này thôi, bây giờ mình niệm Phật đi cầu vãng sanh. Mà nếu mà niệm Phật không cầu vãng sanh được đó thì là cũng sống đời thượng quan thánh đức. Và Đức Thầy nói đó, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, còn người tu niệm sống đời thượng cổ. Bây giờ mình tu mà mình niệm Phật thì mình được cũng sống đời thượng cổ, rất là quý báu phải không? Đức Thầy lại cũng cho biết nữa là bay hồn khiếp vía kể từ đây, nhắn gửi cho ai dội trách thầy, trời hạ năm dê chưa nửa nửa, từng quần mái tạo cũng lần say, lần say thiện tính rõ chân thầy, chớ nóng tánh phàm chớ vội quay. Muốn sớm tạng nhìn e úa rụng, trì tâm tu niệm để rồi đây, rồi đây đó úa rụng xót lòng thay. Bây giờ sau này đó là mình rơi rớt, mình bị nghĩa là chìm đắm, mình bị là theo cái vật chất đó. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết rằng có ba điều mà rất là đáng sợ. Trong bài Thiên Lý Ca Đức Thầy viết đó, sợ e nhiễm trược đọa xa, mình nhiễm cái điều mới là dơ trượt trong cõi đời này, tức là danh lợi tình cảm vân vân, bởi vì vinh hoa đó một bả là mồi để câu kẻ dại diệt tàu chất lên. Vinh hoa mình tưởng đâu là thật là vinh hoa, nhưng mà vinh hoa nó là như một cái bả mồi chứ đâu có cái gì quý báu. Đức Thầy sợ mình nó sợ e nhiễm trượt đọa xa, sợ thứ hai là sợ cho lắm kẻ trang hòa lị tuôn, rồi sợ thứ ba là sợ nhiều kẻ dạ buồn đổ chí, quên những câu chánh kỷ quá nhân, mãn lo tìm kiếm tước hoàng, thất kỳ vọng tưởng lắm trên đường lành. Nghĩa là mình bị lục dục thất tình, nó là nó vọng tưởng rồi đó, mình đi rời xa cái con đường lành đó. Cho nên đó, mình tu hành đó, mà mãi năn nỉ sợ ta gạt gẫm cũng kỳ cho dân. Mình sợ Đức Thầy nói gạt mình, không có gạt đâu. Đức Thầy cấm mình nói vọng ngữ, Đức Thầy không cho mình nói láo, không cho mình nói lưỡng thiệt, không cho mình nói ác khẩu đó. Dạy mình để cho mình là tiến lên cái bước đường tiên thánh thì không có khi nào
Đức Thầy lại nói sai. Đức Thầy nói việc xảy đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hãy nên trọng kính. Chúng ta, cái lời của Đức Thầy dạy là lời của Phật truyền mà ban cho chúng ta. Bây giờ đó mình nên tu cái gì à? Tu dễ lắm. Có nhiều khi đó mình nghe, mình chưa tu đó, mình nghe tu đó khó. Mình nghe tu nó xa lạ, làm như là mình không thể tu được. Nhưng mà không đâu, cái gì nó cũng là trở thành cái thói quen hết. Tôi hồi lúc mà chưa ăn chay trường á, tôi nghĩ rằng không bao giờ mình có thể ăn chay trường được. Bởi vì ăn có tháng có 4 ngày mà ăn còn thấy khó khăn vô cùng. Nhưng mà khi mình phát nguyện, mình phát tâm, mình cầu xin, mình ăn chay rồi đó, thì mình ăn chay luôn một mạch cho tới bây giờ là 40 mấy năm, không hề thèm đồ mặn một lần, mà dầu có gặp đồ ngon gì mình cũng không hề có một cái ý thèm thuồng nhá, vì nó đã quen rồi. Bây giờ mà ăn vô là mửa chết luôn á. Cho nên tu nó dễ. Có nhiều khi đó mình giữ giới đó, có nhiều khi tôi nói giữ giới khó lắm. Khi mà mình giữ được giới luật rồi đó, mình thấy rất là dễ, không có cái gì gọi là khó hết đó. Mà giữ được giới thì Đức Thầy nói chi cho bằng, ta sớm lo toan gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây phương chư Phật đã chờ. Việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh, môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thiền giác rước đưa sanh chúng. Kính thưa toàn thể chư quý vị, mình nên tu đi, tu dễ lắm. Tu nó có lợi ích rất ma là lớn. Bởi vì sao? Mình tu đó là Đức Thầy cho biết là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Bây giờ đó mình hiền rồi đó, ai cũng thương, chồng vợ cũng thương, con cũng thương, cha mẹ cũng thương, bạn bè đồng đạo ai cũng thương, xóm chòm ai cũng thương, cũng mến, bởi mình hiền. Bây giờ mình thử suy nghĩ coi, bây giờ mình có một đứa con hiền, mình có quý không? Rất là quý. Mình có một người chồng hiền, mình có quý không? Cũng rất quý. Có một vợ hiền, mình cũng quý. Có cha mẹ hiền, mình cũng rất quý đó. Có những người thân bạn bè mình là người hiền lành đó, mình cũng rất là quý. Mà người hiền là sao? Đức Thầy cho biết đó, người hiền đó tâm trí thông minh. Cái người hiền nó tâm trí là thông minh lắm, chứ không phải hiền mà hiền ngu đâu. Cái hiền ngu là hiền khô, nó hiền mà không biết gì hết á. Còn cái người ta tu hiền á là đều có cái trí huệ đó, cho nên cái người đó nó minh mẫn, nó sáng suốt được. Cho nên trí hiền tâm đức chùi lao đó, cha công lộc kỹ thì thao ra vàng, nó quý lắm đó. Bây giờ đó mình tu niệm tầm thường, sau đó danh thể xạ hương khắp chốn. Bây giờ đó người tu đó, sau này đó người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Mình đừng có sợ là tu là bị người ta khinh bỉ. Người ta khinh bỉ riết rồi, người ta không còn khinh bỉ được nữa, bởi vì người ta thấy mình có những cái hạnh thanh cao. Cái sự mà nhịn ở trên đời này đó, người ta không nhịn được, mình nhịn được, đó mới quý. Cái chuyện mà xả thân làm những việc lành, việc mang phải trên đời này đó, ít người chịu làm mà mình làm được đó, nó quý lắm đó. Mình làm được việc khó làm, mình tu là mình làm được những cái chuyện quý báu tốt đẹp lắm quý vị ơi. Chúng ta ráng tu đó. Tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc. Mình tu mà cho quỷ khiếp mà thần cũng khâm mình nữa, cái đó là mình không tu còn trời nữa. Bây giờ còn mãi lọc lừa, sao không kiếm chỗ đục mưa sau này. Bây giờ đó mình không có kiếm chỗ đục mưa thì làm sao mà hiền lành chừng ấy sum dày được, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi đó. Đến đó đó ta mới mừng cười, ta là Đức Thầy đó nha. Ta mới mừng cười nhìn xem Ngọc Đế giữa trời định thân. Ngọc Đế ông giữa trời ông định thân, ông không phải ông định thân có một nước, ông định thân có một xứ đâu, mà ông định thân cả cái vũ trụ, cái hoàn cầu này đó. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có lo, đừng nghĩ rằng mình ở xa mà Phật không cứu được. Phật có thần thông quảng đại, ngài thấy hết á đó. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng mình làm lành mà không ai biết, Phật đều biết hết, thầy đều hay hết đó. Cho nên á, mình có duyên lành mình ráng tu đi chứ đồng đạo ơi. Mình ráng lo niệm Phật, lúc này ở không, ở trong nhà không đi ra đường thì bây giờ không làm gì được, mình nên niệm Phật, nên cúng lại, nên
tưởng Phật để cho nó tai qua nạn khỏi. Đức Thầy cho chúng ta biết đó, niệm Phật đó tật bệnh tiêu tan. Là mình niệm Phật thì tiêu tan tật bệnh hết. Còn mình không niệm Phật thì mình niệm ma, niệm tà, niệm hung, niệm dữ. Đức Thầy nó tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Lớp đau chết kể thôi vô số, thiên tà ma yêu quái chặt đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Cái người hiền thì Phật cứu là dĩ nhiên rồi, còn người hung ác làm sao mình cứu được. Đó mà mình không tu thì mình làm sao, thì chắc có lẽ mình cũng có làm ác quý vị. Cho nên chúng ta phải ráng tu, đừng tu hiền. Như nãy chúng tôi đọc đoạn văn thầy dạy mình đó, tu hiền, tu là tu Phật, tu tiên, tu cho rõ biết kiểu hiền ra sao. Đó, bây giờ mình làm hiền đó, hiền lành chừng ấy xâm dày, rất là tốt, rất là quý. Đó, vì vậy cho nên đó, ở trong cái buổi khổ này để chúng ta mau mau tránh khổ, để tìm vào đến chỗ an cư. Cái chỗ đó là chỗ an cư đó, cái chỗ an cư ít nhất mà chúng ta hướng tới đó. Bây giờ cái chỗ an cư mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó, chỗ an cư mà gần gũi nhất đây là an cư sống trong cái đời Thượng Quan Thánh Đức một muôn tuổi. Đó. Còn chúng ta có cái lòng lành, có đủ phước duyên, chúng ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó. Rồi chúng ta đầy đủ những cái điều mà vui thích, bởi vì cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Hay hoặc là cảnh Tây Thiên nó báo ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tìm nơi an dưỡng, kẻ hiền đức sau này được hưởng, phép thần linh của Đức Di Đà lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lục đạo. Rồi còn cái cảnh này nữa, nó quý nữa nè, Đức Diêm Chúa nó yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bể ngọc long xa, coi chư quốc tranh giành châu báu. Bây giờ đó mình vào trong bốn con khỉ rồi đó, trong vùng Thất Sơn rồi đó mới coi ma được. Chứ sau này đó là phiên binh đó, bốn phía tứ di, kể sao cho xiết chuyện ni sau này. Lớp thì ác thú dãy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi, rồi kẻ hung nó từng ấy làm mồi cho bầy ác thú đền đồ tổ xưa. Bây giờ thôi chúng ta ráng lo tu đi chơi đồng đạo ơi, chứ Đức Phật không có nói chơi đâu, không có nói mà hù dọa đồng đạo chúng ta đâu, không có hù dọa chúng sanh đâu. Đức Thầy thương mình, Đức Thầy mới dạy, Thầy nó thương quá sức nên ta bệnh rịnh quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc. Chốn mê tăng là chỗ nào? Là cái bờ mê, bến mê, là cái chỗ mê lầm của mình, gọi là mê tăng, tức là bến mê ở bên bờ mê muội, không giác ngộ được. Nếu quý vị nào có duyên lành thì chúng ta có thiện duyên, có thiện căn, sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật, chờ ngày chung cuộc. Bây giờ thì cái chương trình thì chúng tôi cũng không thể nói nhiều được, vậy cho nên xin kết thúc ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng xin thành tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo quay linh Đức Phật, Đức Thầy cùng chư vị thánh thần từ bi phổ độ cho toàn thể đồng đạo chúng ta, toàn thể bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nam mô Đại Từ Đại Bi phổ độ chúng sanh, A Di Đà Phật.